Với thiết kế hiện đại, một phòng khách, một bếp, 3 phòng ngủ, một phòng thờ, 2 nhà vệ sinh. Tổng diện tích 5m x 16m. Diện tích sử dụng 180m2. Địa chỉ số 64, ngõ 638 Yên Ninh, tổ 9, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái. Vị trí rất đắc địa, hướng gần chính Nam. Gần khu vực Bệnh viện Sản Nhi, Phòng khám đa khoa Phú Thọ, Trường Cao đẳng Y tế Yên Bái, Trường Trung học cơ sở Võ Thị Sáu, Trường Tiểu học Kim Đồng, Trường Mầm non Bông Sen, Chợ đầu mối Minh Tân, các cơ quan như Sở Y tế, Sở Văn hóa, Sở Khoa học Công nghệ. Thiết kế hiện đại phù hợp và tiện ích với gia đình trẻ, khu dân cư đông dân và văn minh. Liên hệ ngay để nhận được ưu đãi.